đã mấy thu rồi con mất cha. Đời người ai rồi cũng đi qua, nhưng mất cha rồi còn đâu nữa. Chôn cũ nhà xưa bỗng lệ nhòa, nước mắt nghẹn ngào trong bóng đêm. Con khóc rưng rưng tràn nỗi niềm. Cha đi thật rồi cha yêu ơi, nhìn thấy cha nằm đau nhói tim. Con hối hận rồi đó cha ơi, cha đã bỏ con giữa dòng đời. Bỏ con đi rồi không về nữa, đàm tiếng cha đi để rồi chẳng còn lại những gì, chỉ còn ân tình đẹp muôn thuở, chỉ còn tấm lòng nguyên khắc ghi. Con lỗi thật nhiều xin lỗi cha, còn in dấu vàng mãi núi rừng bằng tình ca. Thật nhiều xin lỗi cha, giờ biết tìm đâu buổi chiều ta. Ánh mắt nụ cười còn in dấu vàng mãi núi rừng bằng tình ca. Ánh mắt nụ cười còn in dấu
trôi qua, ngày ba đi xa, để lại ký ức cùng con nơi ấy, con vẫn luôn cất giữ trong lòng. Gọi con đêm mưa, hỏi con ăn chưa, dậy là con ăn phải thật đúng bữa. Vậy sao ba mặc mình đói suốt bao hôm? Tung tăng bưng ra đời, ba theo con muôn nơi. Sự con của ba lạc lõng nơi xa vời. Phấn đấu lo cho ba, nhưng chưa kịp thì ba đã không còn. Đời sóng gió ngược xuôi với bao thăng trầm, trong đêm ba khóc thầm. Ba chẳng hề nói con nghe một lời, xin người đừng quên con. Con sẽ sống hết mình thay ba trong gia đình, thay ba chăm sóc mình. Ba đừng quên con nhé. Nhau đâu được vài ba câu mình lại cao có, nhưng tôi đến vẫn trông đợi con sẽ về. Chẳng một lời từ biệt ba má. Ba năm điều, ban chấp hành công đoàn cùng tập thể cán bộ viên chức người lao động trường cao đẳng kỹ thuật và công nghệ tỉnh Hà Giang, nơi con gái cụ đang công tác. Đứng trước bên sàn của chúng tôi các nén hương thơm để tỏ lòng thành kính và cầu chúc cho linh hồn cùng trường siêu thoát về cõi thượng hàng, phù hộ cho con cháu được mạnh khỏe. Thank you.
cùng lên các bạn cho cửa xong biết chồng đã tạ thế vào sớm ngày hôm nay. Đoàn đại biểu tôi đại diện cho các viên trong chi bộ tổ chức phố tổ đảng 23 và bà con nhân dân khu phố thuộc tổ 1 phường 16 thành phố Hà Giang là nơi con gái Lê Thị Ngân và con rể Nguyễn Xuân Hiếu của cụ đang cư trú sinh sống và sinh hoạt. Đến các thầy cô con gái đến hồ cụ đoàn thì tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia đình chút lỗi buồn thương mất mát vô cùng to lớn này và thành kính như mình dân tâm lễ và nén nhang hương lên linh hồn của cụ, cầu mong cho linh hồn của cụ luôn được thanh thản siêu thoát trong thế giới tâm linh. Yeah.
tay cha nhẹ nhàng cầm lấy tay con. Từ ngày chào đời cho đến lúc lớn khôn, đôi bàn tay ấm áp đã in sâu vào trí nhớ như những kỷ niệm của ngày thơ ấu. Cầm tay cha bỗng nhiên nước mắt tuôn rơi, vì con thấy hạnh phúc và thấy xót xa. Đôi bàn tay vẫn vơ đã trải sân và thô ráp như một cánh đồng sâu lấp chỗ hoa bừng. Con biết cha dành cho con tất cả những gì quý giá, những gì cha nghĩ tốt cho con đoạn đường mai sau. Những vết chai sần có lẽ là những nhọc nhằn cha mang nặng nề trên lưng. Tâm an đến đạo tràng, phật ơi, pháp ơi, ha phật ơi, năm
đồ quan ngài thôi các quyền quy văn phù khai em ngồi nhận phát ra thành chúng yến chuột bảo bình an tăng ấm quê hương mai thế già thiêm cô sinh tình đồ à nhớ nay nhiều thắng quân thái không bánh vẫn nhớ đồng biển hoa vàng man bích ngọc và trường pha hòa trường vẫn nhớ tâm em ngủ mỹ quy đi thấy luôn rào vòng tay kề tận nơi tình sáng năm đồng người đổ đám vô cùng thực nghi ca mẫu ni phật hòa đại đặng nghi tám gần ôm lấy cha, muốn tựa vào vai của cha, con muốn nắm lấy tay cha thật chặt, những vết chai rừng đã hằn sâu, con nhớ từng chiều ngồi xe phía sau anh, mặt trời nghiêng mái đầu, con nhớ lắm lúc hai cha con cười đùa, cứ sợ rằng sẽ không còn nữa. Cha không còn nữa, chẳng còn ai kể con nghe những câu chuyện ngày xưa, chẳng còn ai cứ mỗi tối hỏi con đã về chưa, chẳng còn ai che cho con nắng mưa trên đường, chẳng còn ai yêu thương con như khi con còn bé, chẳng còn ai sẽ quan tâm và đưa đón lúc tan trường, cả tuổi thơ con bên cha chỉ nhớ nhất là những kỷ niệm chỉ đong đầy tiếng cha cười, nhớ những ngày tháng yên bình nhất trên đời. Thank you.
cơn gió thổi mái tóc rối bời, con muốn được cha chải tóc thôi. Con ước dẫu tháng năm trôi đi vội vàng, vẫn được hoài ở bên cha mãi. Con nhớ từng chiều ngồi xe phía sau, ánh mặt trời nghiêng mái đầu. Con nhớ lắm lúc hai cha con cười đùa, cứ sợ rằng sẽ không còn con đã về chưa, chẳng còn ai che cho con nắng mưa trên đường, chẳng còn ai yêu thương con như khi con còn bé, chẳng còn ai sẽ quan tâm và đưa đón lúc tan trường. Nhớ những ngày tháng yên bình nhất trên đời, vì sao trong con đã lớn thì mới hiểu những nỗi lo trong tim của cha, dành tất cả những ấm áp cho con bao ngày qua, chỉ vì con cha hy sinh cả cuộc đời. Vì sao bao gian lao kia cha không bao giờ kể, vì sao những nỗi mất mát cha chia sẻ mãi riêng mình. Cả tuổi thơ con bên cha nhưng chẳng thấy đường, nước mắt cùng nỗi đau và những nỗi buồn, những câu chuyện chỉ đông đầy tiếng cha cười.
xin chân trọng kính mời tân lễ của anh em ngồi xe đạp do anh Quốc làm đoàn và rất thật bằng cho nên xin chân trọng được kính mời. Để tìm về chức đức giải của ông đây ông bà và con đây của anh em ngồi sẽ đạp về thân ngôi cho họ sẽ đạp luôn có sức khỏe cuộc sống bình an để tỏ lòng thành kính trước giờ tiễn biệt đề nghị đoàn chúng ta dành một phút để tiễn phút mặt niệm bắt đầu. Gia tăng và cầu chúc phụ tươi duy vàng luôn được siêu thoát
chúng con đi luôn một buổi để nghỉ bàn chúng ta trang nghiêm kính cẩn cúi đầu dành một phút để hiện phút mặc niệm đầu.
của Bồ để làm chúng ta trang nghiêm kính cẩn nét nhạc hơn đã và để dạy cho Bồ bằng niềm Thank you.
chúng con đường tù trăm năm. Nay gần đây thân chúng ngồi bồ được mà năm cứ bồ kháng cường tưởng rằng sao chiếu âm quán tưởng rằng trời của nải hướng ngày tháng. Ở trời nhiều món nay còn rốt dài tuần mà chả thấy chẳng ra đâu hằng con mẹ con ra. Ai được làm cha mới biết núi cao vời vợi. Bao giờ ai được làm cha mới xót xa chín tháng đau của mẹ. Cha thời không mang nặng đẻ đau, nhưng nhìn mẹ đau cha đau gấp hơn trăm lần. Mẹ thời đứt ruột chôn nhau, nhưng có cha mẹ chẳng đau trong già. Bao giờ ai được làm cha mới biết lo xa lo gần. Bao giờ ai được làm cha mới thấm câu nước mắt rơi xuôi dòng. Chưa một lần con được nhìn cha khóc, nhưng nhìn mẹ khóc cha giấu giọt lệ sâu. Mẹ cười nhìn con mình khôn lớn nên vô tình làm nước mắt cha rừng. Làm cha ai được làm cha mới thấy trời bao la, mới biết ơn sinh thành. Những khi dỗ dành con ốm con đau. Làm cha ai được làm cha mới thấy mình bao dung, mới biết thương vô cùng. Lúc con bập bẹ gọi tiếng cha mẹ. Cha già vẫn thương dạy con những lúc con thơ dài khờ. Bây giờ con được làm cha mới hiểu ra hai tiếng la rầy. Xin thời gian chậm chậm trôi để tóc cha mãi xanh như hôm nào. Để nhìn con mình được làm cha niềm an ủi lúc cha tuổi già.
bao giờ ai được làm cha mới biết lo xa lo gần. Bao giờ ai được làm cha mới thấm câu nước mắt rơi xuôi dòng. Chưa một lần con được nhìn cha khóc, nhưng nhìn mẹ khóc cha giấu giọt lệ sâu. Mẹ cười nhìn con mình khôn lớn nên vô tình làm nước mắt cha rơi. Chầm chầm trôi để tóc cha mãi xanh như hôm nào, để nhìn con mình được làm cha niềm an ủi lúc cha tuổi già. Xin thời gian chầm chầm trôi để tóc cha mãi xanh như hôm nào, để nhìn con mình được làm cha niềm an ủi. Cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, thưa toàn thể anh chị em, bạn bè, thân bằng cố hữu, đồng chí, đồng nghiệp và gia đình tang quyến,
Ngày 11 tháng 12 là một ngày đau buồn với tấm lòng xót xa thương tiếc vô hạn. Hôm nay, chi bộ đảng tổ dân phố số 12 cùng với gia đình, dòng họ, các cơ quan, ban ngành, các tổ chức, đoàn thể, các cụ ông, cụ bà, bạn bè, thân bằng, cố hữu gần xa hội tụ về đây để làm lễ truy điệu và tiễn đưa người đảng viên, người hội viên của tổ 12, người con của gia tộc họ Lê về nơi an nghỉ cuối cùng. Cụ Lê Văn Bản sinh ngày 10 tháng 12 năm 1945 tại xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cư trú tại số nhà 39B, tổ 12, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Sau thời gian lâm bệnh nặng, đã được các thầy thuốc của bệnh viện Hà Giang và gia đình tận tình cứu chữa, chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh trọng không qua khỏi. Cụ đã chút hơi thở cuối cùng hồi 9 giờ 55 phút ngày 11 tháng 12 năm 2023, tiếp bắt đầu tham gia công tác từ tháng 2 năm 1965 tại Tin Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Từ năm 1970 đến năm 1973, đi học tại trường Bổ túc Văn hóa Lâm nghiệp Trung ương và được cử đi học tại Liên Xô. Năm 1974 về nước và tiếp tục theo học ngành kinh tế tại trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Từ tháng 10 năm 1979 đến năm 1982, làm phó phòng phụ trách phòng kế hoạch thuộc Liên hiệp Nguyên liệu Giấy Vĩnh Phú. Cụ được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 12 năm 1981. Từ năm 1983 đến năm 1991 là giám đốc lâm trường Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Trong khoảng thời gian này, từ năm 1986 đến 1987, cụ được cử đi bồi dưỡng quản lý kinh tế tại trường Đại học Tài chính Leningrad, Liên bang Xô Viết. Từ năm 1992 đến năm 2002, cụ giữ chức phó giám đốc rồi giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang, là tỉnh ủy viên tham gia ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang từ năm 1992 đến tháng 10 năm 2002. Giữ chức vụ phó vụ trưởng vụ kinh tế nông nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đến năm 2006, cụ được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Cụ về cư trú sinh sống tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Đến năm 2018, do sức khỏe yếu, cụ đã cùng cụ bà lên Hà Giang ở cùng với các con cháu tại số nhà 39B, tổ 12, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang cho tới nay. Và sinh được 4 người con, các con của cụ đều đã trưởng thành, xây dựng gia đình riêng. Cụ có 8 cháu và 1 chắt, kế tục truyền thống của gia đình và tấm gương người cha mẫu mực. Tất cả 8 con gồm con gái, con rể của cụ đều là đảng viên, hiện đang công tác trong các cơ quan nhà nước. Các cháu của cụ luôn ngoan ngoãn, học hành tiến bộ, xứng đáng với công lao sinh thành dưỡng dục của gia đình. Trong đó có một số cháu đã trưởng thành là công chức nhà nước có nghề nghiệp ổn định. Trong công việc, cụ là một cán bộ đảng viên tận tụy, cần mẫn, được đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè tin tưởng, gần gũi, trân trọng. Trong gia đình, cụ là người chồng, người cha, người ông, người cụ mẫu mực, đức độ, giàu lòng nhân ái, bao dung, người con nặng tình, nặng nghĩa với quê hương. Khi được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu, cụ luôn nêu cao tinh thần gương mẫu của người đảng viên, tích cực tham gia các công việc của địa phương, sống chân thành, gần gũi, thân thiện với bà con, phố xóm. Gia đình cụ luôn chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Với 41 năm công tác, 42 năm tuổi Đảng, do có những công lao thành tích đóng góp, bản thân cụ đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng huân chương lao động hạng 3, huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, được cán bộ ngành trung ương và tỉnh Hà Giang tặng nhiều bằng khen, huy hiệu chương, kỷ niệm chương và một số phần thưởng khác. Đối với tỉnh Hà Giang, cụ có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang. Mặc dù đã được con cháu, gia đình, họ hàng, các y bác sĩ của bệnh viện tỉnh Hà Giang tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do tuổi cao, bệnh trọng không qua khỏi. Cụ đã vĩnh biệt chúng ta vào hồi 9 giờ 55 phút ngày 11 tháng 12 năm 2023, tức ngày 29 tháng 10 năm Quý Mão. Dù biết rằng sự ra đi là quy luật của tạo hóa, nhưng tình cảm, nhân cách và tấm gương của cụ mãi mãi để lại niềm thương tiếc với con cháu họ hàng dòng tộc, với anh em bạn bè thân bằng cố hữu và bà con lối xóm. Thế là hỡi cụ ơi, cụ ra đi về cõi vĩnh hằng, chia cách âm dương đổi thay dâu bể. Năm 2023 tháng 12 vĩnh biệt có trần, ngày 11 tháng 9 hồi ngày 11 hồi 9 giờ 55 phút giã từ dương thế, mẫu tử tỉnh thâm cây muốn nặng mà gió đâu ngừng. Người vàng đồng vọng nhớ di ngôn, thổn thức tâm can, sầu tủi ngổn ngang xóm làng nêu luyến tiếc thương. Hôm nay trong niềm tiếc thương vô hạn này,
chúng ta cùng có mặt tại đây để tiễn biệt cụ, người đảng viên hơn 40 năm tuổi đảng, luôn tận tụy cần mẫn, người công dân gương mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ nay cụ bà vắng bóng cụ trong chuyện trò thế sự, còn đâu lời khuyên bảo lúc cao go. Vẫn biết là quy luật sao lòng thắt khôn cầm, dù hiểu không tránh khỏi mà vẫn đau trong dạ. Khăn tang trắng phủ một màu, hoa cài di ảnh úa màu dương gian. Nỗi đau cứ mãi ngập tràn, lệ dâng tuôn chảy mênh mang cõi lòng. Cụ đi trời đất ngóng trông, rời xa nhân thế rực hồng trốn mơ. Cụ về cõi lạc hư vô, để lại thương tiếc vô bờ cháu con. Một niềm cực lạc bình yên, một nơi không có ưu phiền sân si. Âm dương muôn vạn cách ly, mong cụ siêu thoát biệt ly cõi trần. Kính thưa hương hồn cụ, thế là chỉ còn ít phút nữa thôi, cụ sẽ vĩnh biệt các con, các cháu, vĩnh biệt anh em, bạn bè, xóm ngõ trên dương thế, để về với tổ, với tiên, vui với bổng lai thiên cảnh. Tình đời đứt đoạn, nỗi đau khôn cùng, với đạo đức của cụ, bạn bè, xóm làng ai cũng lưu luyến tiếc thương. Cụ ra đi, cụ bà mất đi một người chồng mẫu mực yêu thương. Cụ ra đi, gia đình mất đi một trụ cột vững chắc, một chỗ dựa tinh thần không gì thay thế nổi. Bà không nhìn thấy ông, từ nay mỗi lần đi xa về, con, cháu không nhìn thấy cha, thấy ông nằm chờ con, cháu về để gặp gỡ tâm sự giải bày. Cháu chắc không nhìn thấy cụ, âm dương tách biệt. Cụ ra đi, gia tộc dòng họ mất đi một người con hiếu thảo. Nay linh cữu còn trong gia thất, chống khơi buồn, chiêng gợi nhớ. Mong hương hồn cụ siêu thoát cảnh tiêu diêu, rồi xe tang đưa cụ về chốn kiều tuyền, trầm tỏa ngát, hương mây xa. Đã đến giờ vĩnh biệt, cầu mong linh cõi tiên cảnh nhàn du, yên thân xác đặt nơi tĩnh thổ, chốn âm giới vong về an nghỉ, nơi dương trần luôn nhớ khói hương. Vĩnh biệt cụ xin vong tin tưởng, gương rôn, gương soi rồi tâm sẽ sáng hơn. Xin kính viếng cụ ăn giấc ngàn thu, mà đẹp bổ yên, sống khôn thác thiên, phù hộ độ trì cho gia đình, con cháu, cho nhân dân luôn mạnh khỏe để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Cảm tạ bà con cô bác, họ mặc xa gần, lối xóm cận lân, anh em, đồng chí, đồng nghiệp và các cấp lãnh đạo đã đến phung viếng, chia buồn và có lời phân ưu tha thiết. Trong giờ phút đau đớn tiếc thương vô hạn này, chúng ta đưa tiễn cụ về cõi vĩnh hằng. Thay mặt chi bộ đảng, tổ đảng 213, các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân tổ 12, anh em, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp xin chia sẻ với gia đình tang quyến về nỗi đau thương mất mát lớn lao này. Trước lúc di quan, trong giờ truy điệu, để tưởng nhớ cụ và vĩnh biệt cụ mãi mãi, tôi đề nghị tất cả các cụ ông, các cụ bà và toàn thể mọi người có mặt trong phòng tang lễ để một phút mặc niệm. Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo, cha, ông, cụ chúng tôi đã ra đi về với tổ tiên lúc 9 giờ 55 phút ngày 11 tháng 12 năm 2023, tức ngày 29 tháng 10 năm Quý Mão, hưởng thọ 79 tuổi. Đây là nỗi đau xót, mất mát rất lớn, không lấy gì bù đắp nổi đối với gia đình chúng tôi. Từ khi cha, ông, cụ chúng tôi lâm bệnh nặng, đến tận những giây phút cuối cùng và trong các ngày tổ chức tang lễ, gia đình chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự động viên, chia sẻ, sự tận tình giúp đỡ của các ông bà lãnh đạo chi bộ, chính quyền, đoàn thể tổ dân phố số 12, đông đủ bà con lối xóm láng giềng, các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan đoàn thể, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp.
các gia đình thông gia, họ hàng nội ngoại, bạn bè thân hữu gần xa. Thay mặt gia đình không biết nói gì hơn, tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể các ông bà lãnh đạo chi bộ chính quyền, ban công tác mặt trận, các đoàn thể, bà con lối xóm, tổ dân phố, các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan đơn vị, đồng chí đồng nghiệp, nơi con của cụ đang công tác, anh em họ hàng thông gia nội ngoại, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa đã đến phúng viếng chia buồn tiễn đưa cha ông cụ chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức lễ tang, chi bộ chính quyền, ban công tác mặt trận tổ dân phố 12, anh em bạn bè thân hữu, bà con lối xóm đã tận tình giúp đỡ gia đình lo hậu sự, tổ chức lễ tang cho cha ông cụ chúng tôi được chu toàn và trang trọng. Sau lễ truy điệu vào hồi 19 giờ tối nay, thi hài bố tôi sẽ được đưa đi hỏa táng tại công viên Thiên Đức, tỉnh Phú Thọ, sau đó đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà tại xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Trong lúc tăng giá bối rối không tránh khỏi sơ suất, gia đình chúng tôi rất mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ. Gia đình chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể các ông bà, anh em, bạn bè đồng nghiệp, họ hàng nội ngoại, bạn bè thân hữu gần xa, bà con lối xóm và các quý vị đang có mặt tại đây bớt chút thời gian lưu lại tư gia dự cơm động viên chia sẻ với gia đình chúng tôi. Một lần nữa, gia đình chúng tôi xin được cảm tạ. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể các quý vị. Cha ơi, cha đã già rồi, lòng con ghi khắc đời đời ơn cha. Trời xa biển rộng bao la, làm sao sánh được tình cha muôn ngàn. Nhìn lá vàng rơi lòng con nghẹn ngào, thương cha cả đời vất vả gian nan, mình cha lo lắng cứu mang, mẹ con mất sớm dở dang, bao gian khổ cha vẫn không mang. Con nhớ ngày xưa mỗi khi chiều về, cha con nô đùa công trước nhà sau, hàng tre khom chúc vườn rau, sợ con vấp ngã con đau, cha ân cần nói dặn từng câu. Con mãi không quên những lời ru của cha thay mẹ, ôm con vào lòng trời đông buốt xa, lúc ốm lúc đau một mình cha, nắng mưa dãi dầu ôm con vào lòng mắt lệ đậm
sâu. Chiều xuống dần trôi mà nghe chanh lòng. Lưng cha đã còng, tóc đã bạc phai. Thầm than sơ kiếp oán ai, trời gieo chi nỗi đắng cay, hay chỉ là phận số an bài. Còn nhớ ngày xưa mỗi khi chiều về, cha con nô đùa công trước nhà sau. Hàng tre khom chúc vườn rau, sợ con vấp ngã con đau. Cha ân cần nói dặn từng câu, không quên những lời ru của cha hay mẹ, ôm con vào lòng trời đông buốt xa. Lúc ốm lúc đau một mình cha, nắng mưa dai dầu ôm con vào lòng mắt lệ đậm sâu. Chiều xuống dần trôi mà nghe chạy lòng. Lưng cha đã còng, tóc đã bạc phai. Thầm than sơ kiếp oán ai, trời gieo chi nỗi đắng cay, hay chỉ là phận số an bài. Thầm than sơ kiếp oán ai, trời gieo chi nỗi đắng cay, hay chỉ là phận số an bài. Trôi đầu nguồn suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và con nhớ mãi như ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn những đêm trường xa và cha nằm ngồi con dưới ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con rồi cha khẽ nói: này con yêu ơi,
con hãy nhớ. Tranh kiện hàng giữa những trưa hè trói trang, con chẳng quên bờ vai hao gầy lặn lội giữa màn mưa rơi đầy. Qua bao ngày dài hy sinh hình hài để con có ngày hôm nay, và ngày hôm nay con lớn rồi theo đúng ước mơ của cha, mà nào cha đâu hay biết rằng ước mơ của con là còn có cha. Ở nơi nào đó cha có ngắm nhìn, nhìn con mạnh mẽ trên đôi chân mình. Đời số làm con gục ngã, tự đứng lên con vượt qua. Lời cha dạy dỗ con khắc ghi lòng, dù cho cuộc sống làm những bão giông, dẫu bao vinh quang cuộc đời chẳng bằng có cha. Cha ơi, chẳng quên bờ vai hao gầy lặn lội giữa màn mưa rơi đầy. Qua bao ngày dài hy sinh hình hài để con có ngày hôm nay, và ngày hôm nay con lớn rồi theo đúng ước mơ của cha, mà nào cha đâu hay biết rằng ước mơ của con là còn có cha. Ở nơi nào đó cha có ngắm nhìn, nhìn con mạnh mẽ trên đôi chân mình. Đời số làm con gục ngã, tự đứng lên con vượt qua. Lời cha dạy dỗ con khắc lòng, dù cho cuộc sống làm những bão giông, dẫu bao vinh quang cuộc đời chẳng bằng có cha. Mây kia đưa lối cha theo gió ngàn, để lại nỗi nhớ vô vàn. Còn lại trong con bầu trời ký ức, sẽ mạnh mẽ hiên ngang vững vàng như điều xưa cha đã làm. Còn bao tiếc nuối hãy để cho con thấy cha. Ở nơi nào đó cha có ngắm nhìn, nhìn con mạnh mẽ trên đôi chân mình. Đời số sống làm những bao giờ,
rồi, không còn được thấy hình bóng cha ngồi trên xe vội vàng trong tranh kiện hàng giữa những trưa hè trói trang. Con chẳng quên bờ vai hao gầy lặn lội giữa màn mưa rơi đầy, qua bao ngày dài hy sinh hình hài để con có ngày hôm nay. Và ngày hôm nay con lớn rồi, theo đúng ước mơ của cha, mà nào cha đâu hay biết rằng ước mơ của con là còn có cha. Ở nơi nào đó cha có ngắm nhìn, nhìn con mạnh mẽ trên đôi chân mình. Đời số làm con gục ngã, tự đứng lên con vượt qua. Lời cha dạy dỗ con khắc ghi lòng, dù cho cuộc sống làm những bão giông, dẫu bao vinh quang cuộc đời chẳng bằng có cha. Cha ơi, uầy, chú vất vả thế này, sau này con cái nó biết không mà có đáp. Có sao đâu chú, cha mẹ nào mà chẳng thương con vô điều kiện. Dạ. Mà xã hội mình bây giờ là có điều kiện mới thương con được. Con chẳng quên bờ vai hao gầy lặn lội giữa màn mưa rơi đầy, qua bao ngày dài hy sinh hình hài để con có ngày hôm nay. Và ngày hôm nay con lớn rồi, theo đúng ước mơ của cha, mà nào cha đâu hay biết rằng ước mơ của con là còn có cha. Ở nơi nào đó cha có ngắm nhìn, nhìn con mạnh mẽ trên đôi chân mình. Đời số làm con gục ngã, tự đứng lên con vượt qua. Lời cha dạy dỗ con khắc ghi lòng, dù cho cuộc sống làm những bão giông, dẫu bao vinh quang cuộc đời chẳng bằng có cha. Mây kia đưa lối cha theo gió ngàn, để lại nỗi nhớ vô vàn. Còn lại trong con bầu trời ký ức, con sẽ mạnh mẽ hiên ngang vững vàng như điều xưa cha đã làm. Còn bao tiếc nuối hãy để cho con thấy cha. Cha ơi, cha ơi.
cha không nói, khẽ ôm chầm khi con đang ngủ say. Những cay đắng cuộc đời cha nhận lấy, những lúc buồn cha nào để con hay. Tình cha lớn hơn trăm ngàn con sóng, lớn hơn cả thiên hà bao la. Nhưng vất vả không làm cha gục ngã, nắng mưa nào cũng chẳng làm sờn vai cha. Vòng tay ấm cha nhìn mẹ ôm con, đứng đằng sau gian dòng vòng tay che chở lấy. Giờ đời con vấp ngã lắm buồn lầy, để con trẻ bước qua. Cha yêu ơi, con thương cha nhiều lắm, hãy cho con xin một lần thứ tha. Thời gian qua con đã vô tâm làm cha đau. Cha yêu ơi, con thật sợ lắm, sợ một ngày không còn cha bên con. Giờ vòng tay cha mãi xa con một đời, bởi con chỉ có mình cha thôi. Chỉ có một mình cha thôi.